này review dùng cho Tinuin da đẹp và sạch mụn. Tại sao bạn B này review là dùng cho Tinuin da sáng, điện, mềm, mượt? Tại sao mình dùng cho Tinuin thì càng ngày mụn càng nhiều, càng ngày da càng bị sạm đi? Các bạn có bao giờ tự xem review trên mạng về cho Tinuin rồi dùng và ngồi khóc không? Hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ giải đáp cho các bạn những vấn đề xung quanh cho Tinuin nhé. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ đi vào chủ đề là chúng ta có nên sử dụng tretinoin để điều trị mụn hay không. Và trước tiên thì bác sĩ Ngọc muốn giới thiệu, bác sĩ Ngọc có một fanpage là bác sĩ Nguyễn Ngọc và một group là skincare khoa học cùng bác sĩ Ngọc, để các bạn có thể cùng nhau tham gia vào và đặt câu hỏi để bác sĩ Ngọc có thể trả lời, hoặc là một số những bạn khác trong nhóm có thể trả lời cho chúng ta biết những kinh nghiệm của các bạn và có thể chia sẻ những cái câu chuyện điều trị mụn thành công của mình để chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề có nên dùng tretinoin để điều trị mụn hay không. Và đầu tiên thì cũng sẽ là giới thiệu qua một chút, thì tretinoin là một nhóm thuộc nhóm retinoid và là vitamin A acid thế hệ thứ 3 và được ứng dụng ở trong những cái liệu trình điều trị nám, bởi vì bản thân tretinoin thì có khả năng là ức chế cái sự phát triển hình thành của enzyme tyrosinase, là một enzyme mà làm cho tăng tổng hợp melanin sắc tố đen đó. Và thứ hai là sẽ được ứng dụng ở trong cái điều trị chống lão hóa, điều trị lão hóa của da, bởi vì cái tác dụng là tretinoin có khả năng kích thích tăng sinh tế bào, kích thích tăng sinh và làm mới tế bào từ lớp tế bào đáy lên đến tế bào sừng ở bên trên, tức là luôn luôn làm mới và tăng sinh tế bào và kích thích tăng sinh cả collagen và elastin ở tầng trung bì nữa. Và thứ ba, một điều rất thú vị ở tretinoin nữa, đó là khả năng điều trị mụn của tretinoin. Vì sao lại có được điều này? Bởi vì tretinoin thì nó sẽ có khả năng là bình thường hóa sừng hóa, tức là bình thường tế bào sừng của chúng ta sẽ thường bong, có thể là chỗ này bong, chỗ kia không bong và bong không đều ở trên da. Và những vị trí mà tế bào sừng bong không đều thì thường là sẽ có thể gây bứt tắc ở đó và hình thành nhân mụn. Đối với tretinoin thì sau một thời gian đủ dài sử dụng khoảng 12 tuần thì sẽ có cái khả năng là làm bình thường hóa sừng hóa cho da sau khoảng trên dưới 12 tuần. Thì lúc này thì sẽ giúp cho da bị giảm, được giảm bít tắc ở cổ năng lông. Và ngoài ra thì tretinoin còn có khả năng là giảm viêm mụn nhẹ nữa. Chúng ta có thể xem ở trên bảng chụp, hình chụp này để thấy được cái khả năng bình thường hóa sừng hóa và giảm viêm mụn của tretinoin được xếp hạng như thế nào nhé. Và vậy thì tác dụng phụ thường gặp của tretinoin là gì? Nếu như các bạn đã từng trải nghiệm tretinoin rồi thì chắc cũng không còn xa lạ gì nữa. Đó là những cái đầu tiên mà mình cảm thấy rất là khó chịu, đó là tình trạng khô da sau vài lần sử dụng này, tình trạng da bị bong chóc này, tình trạng bị sạm da này, và tình trạng bị lên mụn trứng cá nhiều hơn. Đấy đều là những cái trải nghiệm mà bác sĩ Ngọc đã từng trải qua rồi. Vì thời điểm này là bác sĩ Ngọc đã dùng tretinoin được 6 tháng, hơn 6 tháng rồi. Nhưng mà thời điểm đầu thì tất cả những cái trải nghiệm đấy mình đều cảm nhận rất là rõ rệt. Vậy thì tại sao lại có những cái tác dụng phụ này? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đó là đầu tiên là khô da. Thì tretinoin khi mà dùng thì sẽ có cái hiện tượng là thúc đẩy tăng sinh tế bào từ tế bào đáy lên tế bào sừng. Và cái hiện tượng này khiến cho tế bào sừng tăng sinh rất là ồ ạt. Và trong cái thời gian đó thì da của chúng ta chưa kịp sản sinh ceramide. Chúng ta tưởng tượng như là tế bào sừng là những cái hàng gạch, thì ceramide chính là cái lớp vữa xen giữa những cái hàng gạch đó để gắn kết chặt chẽ cái hàng gạch đó lại. Và ceramide cũng chính là cái thành phần quan trọng ở trong cái lớp hàng rào lipid bảo vệ da. Và khi mà ceramide chưa kịp sản sinh đủ với các cái tốc độ sản sinh tế bào sừng như vậy thì sẽ khiến cho các tế bào sừng bị thiếu ceramide và bị rời rạc và bong chóc ra bên ngoài. Và tiếp theo là ceramide chính vì bị giảm sản sinh trong thời gian đầu thôi nhé các bạn nhé, khi mà chưa kịp sản sinh kịp thì cũng sẽ khiến cho da của chúng ta bị mất nước, và bị thiếu đi độ ẩm, từ đó thì da bị khô hơn và bị bong chóc nhiều hơn. Đó là lý do mà khiến da chúng ta bị khô và bị bong chóc này. Tiếp theo là đến vì sao chúng ta lại bị sạm da đi, thì các bạn cũng hãy hiểu rằng chính vì cái sự thúc đẩy tăng sinh tế bào như vậy thì khi mà tế bào sừng được đẩy lên trên bề mặt da rất là nhiều, lúc này dồn nén lại và khi mà chưa kịp bong ra hết thì nó sẽ tạo nên hiện tượng là bị sạm da hơn, trông da nó bị sạm hơn. Bác sĩ Ngọc cũng đã trải nghiệm rất là rõ ràng cái điều này. Trong suốt một tháng đầu dùng thì da mặt sạm đi rất nhiều so với da cổ. Và mình còn nghĩ rằng không biết là bị làm sao nữa. Nhưng mà ngẫm lại cái tác dụng ban đầu của tretinoin thì đúng là như vậy. Và sau khi mà giải quyết bằng cách là dùng tẩy tế bào chết thì đúng là chỉ sau 1 đến 2 tuần sau là da được phục hồi về đúng cái màu da ban đầu, thì cũng rất là mừng. Và một vấn đề nữa chúng ta thường gặp tác dụng phụ khi mà dùng tretinoin mà các bạn rất là hay phản hồi, đó là chúng ta bị lên mụn nhiều hơn. Thì cũng là ở trong cái giai đoạn đầu này, do cái việc mà chúng ta tăng sinh, cái việc hình thành cái tế bào sừng nhiều hơn, đẩy lên trên bề mặt da nhiều hơn, thì nó giống như là việc chúng ta đẩy rác ra khỏi cửa ấy, nhưng mà chưa dọn đi ấy. Thì có những cái nơi nó sẽ bị tập trung tế bào sừng
ở trong cổ năng lông nhiều và gây ra cái hiện tượng là bít tắc và có thể hình thành mụn ở trong thời gian ngắn ban đầu. Thì cái tác dụng này nó sẽ được giải quyết khi mà chúng ta dùng kết hợp với cả những cái loại tẩy tế bào chết AHA, BHA hoặc là có thể dùng thưa thôi. Ban đầu chúng ta dùng thưa thôi và sau khi mà kiên trì khoảng vài tháng, sau khoảng đâu đó 12 tuần trên dưới 12 tuần thì Tretinoin bắt đầu phát huy cái tác dụng là bình thường hóa, sừng hóa thì cũng sẽ giải quyết được cái vấn đề bị bít tắc này và làm thông thoáng lại cổ năng lông. Các bạn đừng lo lắng quá nếu như gặp phải những tác dụng phụ này nhé. Thì thực chất Tretinoin là dạng thuốc kê đơn và chúng ta không nên tự dùng. Và khi mà bất kể khi nào gặp phải tác dụng phụ gì thì cũng hãy liên hệ với chuyên gia hoặc bác sĩ để được giải đáp. Vậy thì câu hỏi là những cái tác dụng phụ như vậy, nó nghe có vẻ đáng sợ như vậy và những cái trải nghiệm rất là kinh khủng như vậy, thì chúng ta có nên dùng Tretinoin để điều trị mụn hay không? Thì câu trả lời của riêng bác sĩ Ngọc đó là chúng ta hãy tùy thuộc vào mức độ mụn. Bởi vì theo phân loại mức độ mụn thì như ở cái video số 2 thì phải cách đây tầm hơn 3 tháng rồi, bác sĩ Ngọc có làm một cái video về phân loại mức độ mụn thì có 4 mức độ mụn thường gặp. Và đối với cả những cái chỉ định dùng nhóm retinoid đơn độc thì chỉ là dành cho mức độ mụn số 1 thôi, tức là chúng ta chỉ có một vài những cái comedon là đầu đen hoặc đầu trắng và chưa xuất hiện mụn viêm. Hoặc là ở đối với cả mức độ mụn số 2 là khi chúng ta đã có bắt đầu xuất hiện 1 đến 2 mụn viêm rồi. Và cái số lượng comedon nhiều hơn thì chúng ta có thể sử dụng nhóm retinoid như là Tretinoin chẳng hạn, nhưng mà sẽ cần phải phối hợp với cả những cái biện pháp khác, ví dụ như là nhóm benzoyl peroxide BPO này, hoặc là kết hợp với cả kháng sinh uống này. Chứ chúng ta nếu như mà từ mức độ 2 trở lên là bắt đầu xuất hiện mụn viêm nhiều hơn rồi thì chúng ta dùng retinoid đơn độc như là Tretinoin đây thì tác dụng nó khá là lâu các bạn ạ. Và khi mà cái tác dụng chính nó đến khá là lâu mà cái tác dụng phụ thường gặp mà chúng ta chưa giải quyết được thì sẽ rất là hoảng loạn đó. Còn có sử dụng Tretinoin hay không thì là mình cũng không khuyên các bạn tự quyết định, mà hãy dựa vào cái sự thăm khám và lời tư vấn của những chuyên gia hoặc là bác sĩ da liễu. Bởi vì Tretinoin thực chất nó không phải là một sản phẩm kem bôi bình thường, skin care bình thường, mà nó là được xếp vào dạng thuốc rồi. Có rất là nhiều tác dụng phụ này và từng cái giai đoạn mình nên dùng cái gì, dùng kết hợp như thế nào thì đều phải được tư vấn và đều phải được xử lý khi mà có những cái trường hợp kích ứng hoặc là những cái bất thường xảy ra. Và bác sĩ Ngọc hy vọng rằng là các bạn sẽ có được những cái lời khuyên thật là hữu ích trong video ngày hôm nay. Và bác sĩ Ngọc cũng muốn khoe với các bạn một chút là đây chính là Tretinoin mà bác sĩ Ngọc đang dùng, đó là Tretinoin Cream của Obagi với cái nồng độ là 0.05%. Thì thực chất đây không phải là tất cả Tretinoin mà bác sĩ Ngọc dùng đâu, mà đã dùng hết 3 tip rồi, nhưng mà một tip thì vứt đi đâu mất rồi. Còn hai cái vỏ tip này thôi thì mình giữ lại. Và hiện tại thì bác sĩ Ngọc mới chuyển sang dùng cái tip thứ 4 này trong vòng đâu đó hơn 6 tháng thôi, tức là hơn một tháng là bác sĩ Ngọc đã dùng hết một tip Tretinoin này rồi. Thật ra là không phải ai cũng sẽ dùng giống như ai, mình sẽ phải lắng nghe cái cảm nhận ở trên da của mình. Thì đối với cả Tretinoin này, đến hết tháng đầu tiên là bị stress vì là mụn, vì là sạm da, vì là khô bong chóc, thì sang tháng thứ 2 bác sĩ Ngọc đã giải quyết được tất cả những cái vấn đề đấy dựa vào việc là mình kết hợp thêm với cả AHA, BHA này và cái việc là mình sẽ dưỡng ẩm tốt này. Thì dùng thêm cả những cái trị mụn như là Epiduo nữa để giải quyết những cái vấn đề mụn do Tretinoin mới đầu nó mang lại. Thì đến bây giờ thì cái cảm nhận sau khi hơn 6 tháng dùng Tretinoin thì vết thâm mờ cực kỳ nhanh các bạn ạ. Vì ban đầu bác sĩ Ngọc có nói đến là cái tác dụng làm giảm thâm, giảm các tố đen do cái ức chế hình thành enzyme tyrosinase ấy. Thì khi mà dùng một thời gian dài rồi thì tất cả những cái mụn xuất hiện ý, sau khi mà để lại thâm thì thâm nó bay rất là nhanh. Và cái nền da của mình thì không hề bị dày sừng một chút nào, rất là mềm, rất là mịn và chỉ cần bôi kem chống nắng lên là ổn rồi. Và lỗ chân lông có xu hướng nhỏ lại dần các bạn ạ, lỗ chân lông có xu hướng nhỏ lại dần. Và những cái nếp nhăn nông, thật ra bác sĩ Ngọc thì không có quá nhiều nhăn, nhưng mà những cái nếp nhăn nông ở vùng đuôi mắt này hoặc là ở vùng dưới mắt này thì nó được đầy lên dần dần một chút. Đây cũng là những cái tín hiệu rất là mừng. Đương nhiên là chúng ta sẽ không thể kỳ vọng quá nhiều là xe khít lỗ chân lông hay là phải da phải mịn, đẹp, phải căng. Bản thân bác sĩ Ngọc dùng rất là chăm chỉ, đến nỗi mà hơn 6 tháng mà dùng hết 4 tip, một tip nữa vứt đi rồi, hết hơn 4 tip thì các bạn phải biết là cái tốc độ dùng như thế nào. Nhưng mà cũng không kỳ vọng quá nhiều. Mình thấy da mình nó tốt lên từng ngày và thâm mờ nhanh hơn, mụn thì cũng được kiểm soát rất là tốt. Lâu lắm mới lên mụn thôi, bởi vì khi nó đã phát huy cái tác dụng bình thường hóa, sừng hóa của Tretinoin rồi thì lỗ chân lông của mình rất là thoáng, rất là sạch. Và ngoài ra thì bác sĩ Ngọc còn kết hợp dùng thêm cả AHA và BHA nữa. Skin care routine thì bác sĩ Ngọc đã làm cái video lần trước để chia sẻ với các bạn rồi đấy. Nói chung là mỗi da sẽ có một cái cách bôi khác nhau. Với bác sĩ Ngọc thì mỗi lần bôi Tretinoin thì sẽ bóp khoảng một đốt ngón trỏ như thế này.
Thì đấy là đối với da của bác sĩ Ngọc. Còn đối với các bạn mới đầu thì hãy dùng một chút thôi, một ít thôi, và có thể dùng ở cái nồng độ thấp hơn. Mà tốt nhất ý, là chúng ta đừng nhìn vào người khác dùng như thế nào. Hãy lắng nghe cảm nhận của mình và dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia, tretinoin không phải là một thứ dễ sử dụng. Bác sĩ Ngọc khẳng định là như vậy. Và ngày hôm nay thì cũng đã chia sẻ với các bạn tất cả những điều về tretinoin cần biết rồi. Hy vọng là video này thật là ý nghĩa với các bạn. Và bây giờ thì hãy đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Ngọc để chúng ta sẽ có thể nhận được nhiều hơn nữa những kiến thức về các cái tips chăm sóc da mụn này, và những review về những dòng kem trị mụn hoặc là dược mỹ phẩm mà các bạn hay dùng. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.